Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị em thích mai vàng, đam mê sưu tầm bộ sa chỉ trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Kết Hôn Hồ Giang ạ. Và hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Trạng ở thành phố Cần Thơ cô chú anh chị nha. Chia sẻ cùng cô chú mình một lô cúc thợ hương nhị ngọc toàn với lại siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi ạ. Mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Trạng, ủng hộ kênh Cuộc Sống Kết Hôn Hồ Giang ạ. Em xin phép mình được chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ, lô cúc họ hương này đa số là mình ghép với cái phôi mai đế này không mà cô chú anh chị ha. Dạ, form thì lùng liền nha mấy cô chú anh chị. Hàng bonsai nha mấy cô chú ha. Không nói vậy đó, ai làm gì làm không làm thôi. Ừ, thằng nào xuất sắc thì xuất, nào xuất mấy thầu anh ăn được 1.000 nữa. Anh xin chào anh chị ơi. Rồi, anh chào Phương, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang. Rồi hôm nay em về cái lô mai mới anh chị, có siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi, nhị ngọc toàn với thợ hương. Rồi rất mong cô chú chị cần sao ủng hộ nha. Mã số hôm nay là mã số 45. Dạ 45. Cây nhị ngọc toàn hả anh chị? Có một bông luôn cô chú chị ha, bên này nó tàn luôn rồi cô chú. Vậy mình có mấy bóp xanh thì mình test bọc bông được hay cô chú anh chị? Này về lấy bo đã luôn anh chị. Nhóc bò chưa? Đặt lá chơi bông luôn ha. Là bò, bông là bò luôn. À, ghép cái phôi mai vàng đến quái quái lắm nha cô chú anh chị. Trắng thú luôn, làm già luôn nè. Đó, một cái gì? Đó, hình thú nè. Làm già trắng thì... Quanh, 17. Chiều dài hình thú là 17 luôn. Dạ, chiều cao, 56. Tàn ngang, 72. Rồi, mã số 45 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Nhị không toàn. Giống mà hiểu là thơm nha cô chú anh chị. Số 46, nhị ngọc toàn luôn nha anh chị. Dạ. Cây này đang thả tàn dài lên cô chú anh chị nha. Hết hồn luôn. À, buổi tối nhìn mặt bông dễ thương lắm cô chú anh chị, mấy cái sọc này dạ quen nha cô chú ha. Cái này giờ mình con tàn dưỡng lại cho Tết là quá. Cái này giờ lấy bo đã luôn anh chị ơi, nhiều lắm nhiều bo nha anh chị. Đây nè. Dạ. Này lấy biết bao nhiêu bò nói, trăm bò. Cái này hoành là được 14. Hoành đế 41. Chiều cao 72. Tàn ngang 76. Rồi mã số 46, cây nhiễm toàn là xin giao lưu cho cô chú chị mình 1.300.000 anh chị ơi. Dạ 1.300.000. Có một bông luôn cô chú chị mình yên tâm sưu tầm giống cho chú chị nha. Mã số 47. 47. 47 là một cây cúc thọ hương nha anh chị. Đó, hàng bonsai cúc thọ hương, cái này đế quá xá đẹp cho anh chị ơi. Cái lùng liền luôn hết cơ chú. Phải nói là quá đẹp. Nè anh chị xem đế nè. Nguyên cái nồi đế. Nó bỏ đều miệng chậu luôn nha cơ chú. Cái này chơi bonsai là hết ý luôn, hết bài luôn. Quá xá đẹp. Cô chú anh chị mình thích cái form lùng liền, mình chọn mấy cái form này ha cô chú anh chị. Để xem cái dàn đế này chị, nó đều gan luôn hả anh chị. Con rễ bự bự không đều gan luôn ha. Tổng hoành đế này được 72. Dạ rồi. Hoành thân 18. Chiều cao 58. Tàn ngang rộng 80. Rồi thọ hương mã số 47 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000. Cái mâm tàn ở trên như cái mặt bàn luôn hết cô chú anh chị. Dạ. Mã số 48, siêu bông Sài Gòn. Dạ, cái này cũng nhỏ gọn dễ chơi cô chú anh chị, phân bôi sai luôn ha. Dạ, siêu bông Sài Gòn hả chị? Đế một bạch đế luôn. Lấy cái dao cắt cái mà kêu đó. Tôi kêu lấy dao cắt cái đế. Trời, xin xin thờ lại nha. 22 hoành. Chiều cao 68. Tàn ngang 70. Rồi, mã số 48 xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.200.000 dê. Sĩ bông Sài Gòn hả chị? Sĩ bông Sài Gòn, cái này nở đế nở cũ luôn hết cô chú. Dạ rồi. Dạ 49. Mã số 49 là một cây sĩ bông Bình Lợi 1.200.000. Dạ. Sĩ bông Lợi anh chị.
Cái này ghép với phô mai vàng đế cũng quái quái nha. Có mặt bằng mặt bông luôn nè. Mà về lấy bo cũng nhiều nha anh chị nè. 40-50 bo là bình thường nha. Mình chơi sẽ cắt lấy bo xong mình dưỡng tết chơi luôn chị. Này nó có bị hay nó bị chóc da đấy anh chị, nhưng mà nó kéo kéo mặt hai bên thôi chị ha. Nè. Kéo keo nè, rất là mạnh ha. Yên tâm ha anh chị. Chuyện nó bị đó nó bị bứng, nó bị chày da. 18 hoành. Chiều cao 50. Tàn ngang 70. Rồi xưa mình loại mã số 49 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Dạ 1.300.000 nha cô chú anh chị ha. Con Sài Gòn mã số 50. Mình ghép là đều tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Ừ. Dạ xưa không sợ không? Cái này lô, cái lô nó lên lộn xộn nha anh chị. Cô chú anh chị mình đón theo dõi ha, cuối clip ha. Sài Gòn, Thọ Hương đủ hết trơn nha. Làm lộn xộn, em quay từng cây đến cây hả anh chị? Dạ. Cái này cũng có đế quái trơn ha cô chú. Hoành 18. Chiều cao 70. Ngang 75. Rồi mã số 50, siêu bông Sài Gòn xin giao lưu cho cô chú chị mình 1.300.000. Dạ. 51. Mã số 51, siêu bông Sài Gòn luôn. Cái này cũng tặng đều ấm tặng trơn rồi nha cô chú chị. Rồi sau clip có mấy cây hương đẹp đẹp không nha anh chị? Tàn lớn, cây đẹp không? Kiếp với phôi mai trực lắc luôn cô chú chị nha. Rồi củ đế này được 48. Hoành thân 16. Chiều cao 75. Tàng ngang 82. Rồi siêu bông Sài Gòn mã số 51 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000 luôn. Dạ. Mã số 52. Rồi cúc Thọ Hương anh chị ơi. Dạ cây trụ lắc luôn với cô chú anh chị nha. Tàng thì ấm tàng hay với cô chú. Cúc Thọ Hương nguyên một nồi đế luôn anh chị. Đế này bỏ đều miệng chậu luôn nha cô chú anh chị. Rồi hoành là 18. Hoành đế này được trời ơi, hoành đế được 76. Chiều cao 72. Tán ngang là 90. Rồi mã số 52 thôi mình xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000 anh chị. Mã số 53. Rồi một cây Thọ Hương dán lắc gọng dưới xe nha anh chị. Ừ, thân lắc gọng dưới xe ha. Dạ, cây này đường thân khéo nha quý cô chú anh chị. Này về anh chị mình lấy bo đã luôn á anh chị, nhiều bo lắm nha. Hoành là 21. Dạ. Hoành đế là được 52. Cao 72. Ngang 92. Rồi mã số 53 cây Thọ Hương là xin giao lưu với cô chú chị mình 1.400.000. Dạ 1.400.000 hết cô chú nha. Cây nào cũng có bộ đế quái quái trơn như cô chú chị nha. Dạ rồi. Mã số 54. 54 là một cây Thọ Hương. Ồ, cây này quá sức tàn anh chị. Cây này phơm cao hơn xíu nha cô chú anh chị, cái mâm tàn khá là dày luôn á cô chú. Rồi, tổng hoành đế này là 56. Hoành thân là 20. Chiều cao là được 96. Tàn ngang rộng 116. Rồi mã số 54 xin giao lưu với cô chú chị mình là 1.900.000. Dạ. Cây này thân lắc lộn mà đế đẹp luôn nha cô chú chị nha. Mã số 55. Cúc Thọ Hương. Trời, cái này thân cũng lắc lộn luôn nha cô chú chị. Ừ. Trời, cây này thoát thân thấp, đế cũng bỏ đều chậu luôn á chú chú. Dạ rồi. Cây này hoành là 15.
chiều cao 79, tàn ngang 100. Rồi mã số 55 xin Zalo là 1.400.000. Dạ, cốc thọ hôn nha cô chú anh chị. 56. Rồi, một cây thọ hương để thú. Cái này mình thay chậu vậy đó, cái nữa là nhìn ngon lành lắm cô chú anh chị. Thường dán thú nha anh chị. Dạ, cái phôi không mời cốt cành đều hay cô chú anh chị là tàn là kính mạch luôn ha. Hoành là 20, chiều dài thú là 25, chiều cao là 90, tán ngang rộng 96. Rồi 1.900.000 luôn chị, mã số 56. Dạ. Thọ hương để thú nha. Xe mặt này ha. Mã số 57, rút thọ hương để thú luôn. Cái này phải lùng liền luôn hết cơ chú anh chị. Ồ, nguyên một bệ đế quá xá rồi anh chị ơi. Nè anh chị xem này ha. Đó, nguyên một cục đế luôn. Mặt này có một bông luôn. Dạ. Này quanh nó nằm cắn thước đây đo hó rồi. Thoát thân thấp luôn thôi chứ. Cái này em đo đây là 28 nha anh chị. Dạ. Em đo ở trên nha. Phía trên đây là được 19. Dạ. Nguyên một cái cục đế này là 56. Chiều cao 70. Tàn ngang 86. Rồi mã số 57 xin Zalo với cô chú anh chị mình là 1.900.000. Dạ, 1.900.000. Dạ, mã số. Mã số 58 là một cây giảo sữa Sài Gòn. Thân nó lụa mắt luôn hết cô chú anh chị. Này như một con thú nó ngoái đầu thôi chị. Nằm nó ngoái đầu lại ha. Siêu Sài Gòn nha anh chị. Hoành là được 20, chiều dài con thú là được 19, chiều cao là được 93, tán ngang 80. Rồi siêu bông Sài Gòn mã số 58 xin Zalo là 1.600.000. Dạ, cái này ghép rất là nhiều chột ghép nha cô chú anh chị. Dạ, cứ rồi. Mã số 60. Dạ. Cúc thọ hương. Cái này cái tàn cũng ôm luôn á cô chú anh chị. Ông dễ dưỡng về dưỡng chăm lại Tết 2025 lại tàn gì mệt luôn nha. Thân lắc nha mấy người chứ gì. Rồi đế thì nó gom đế nha cô chú ha. Quanh đế này là được 56. Quanh thân là được 16. Chiều cao là 76. Tán ngang là 98. Rồi. Thọ hương mã số 59 xin Zalo với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Dạ. Rồi. Mã số 60. Thôi, 60 là một cây thọ hương luôn anh chị. Tàn dán, luôn dán trực lắc luôn nha. Dạ, thân lắc mà có cốt cành đều luôn hiếm cô chú chị. Cái này là cây thông luôn hả chị? Dạ, dạ. Cây này hoành là được 15. Hoành đế là được 48. Chiều cao là được 86. Tán ngang là được 88. Rồi mã số 60 cây hơn thì xin Zalo là 1.500.000 gì vậy? Dạ, cái này tan đều lắm nha quý cô chú anh chị. Như cây thông nhỏ gọn vậy ha. Dạ rồi. Mã số 6. Anh nghe, tôi nói với tụi nó. Mã số 61. Siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn anh chị. Mặt bông cho bá lửa luôn cô chú anh chị ha.
nghe tao nói, tao nghe. Thành thằng nào nói alo, không có nghe nào. Mà chỏng khu anh em mình tỉnh còn anh phải đóng canh sao không biết. Đồ, rồi, hoành 20. Chiều dạng thú là 21. Chiều cao là đực 96. Tàn ngang 93. Rồi siêu bông Sài Gòn mã số 61 xin giao lưu là 1.700.000 anh chị ơi. Dạ. Đếm như con nhỏ anh thấy coi chứ gì. Anh nghe tôi nói tao nào. Ừ, tao nghe. 62. Mã số 62 Cúc Thọ Hương chị ơi. Thêm tàn dù luôn nha coi chứ chị. Một cây Thọ Hương. Ừ. Những cây này mình ghép đủ chi gì tàn hết trơn rồi nha coi chú nha. Bao ghép là kể từ cái đứa thuốc hay coi chú. Đế nè, đế thú hả chị? Nguyên một con thú nằm ha. Hoành 15. Hoành đế là 45. Chiều cao 81. Tàn ngang 91. Rồi, mã số 62 cây Thọ Hương là xin giao lưu với cô chú chị mình là 1.400.000. Dạ. 1.400.000. Mã số 63. Mã số 63 Thọ Hương luôn chị ơi. Dạ, cây này cái form dáng hình duyên lắm nha cô chú anh chị. Ừ. Này tàn nó hơi lọt chọt, không trở về. Về sắp sắp từ từ lại, đẹp. Mã số 63. Dạ, cây này cốt ngành đều luôn nha. Cúc Thọ Hương cũng đế thú luôn nha chị. Thằng lắc ha. Cái mặt này cực kỳ đẹp luôn chị. Đế nè. Rồi, cái này hoành của nó được 19. Hoành đế được 60. Chiều cao được 86. Tán ngang rộng 97. Mã số 63 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000. Dạ. Thôi thôi anh chị. Cái dáng này rất là duyên nha quý cô chú anh chị nha. Dạ, 64 là một cây giảo siêu bông Sài Gòn. Đó, dáng thú thằng mấy đầu anh chị, hồi đầu về ha. Để thú hồi đầu ha anh chị. Thú này chưa ăn sáng. Ừ, có cái là cành hồi về nè, cực kỳ tê luôn nha. Ừ. Mình ghép đủ tàn hết cô chú anh chị. À. Nằm dài luôn ha. Thú này hơi ốm à. Kêu bao sai. 15 hoành, ốm vậy lẹ. Vì vậy ăn thú là được 22. Chiều cao 45. Tàn ngang 68. Rồi mã số 64 cây siêu bông Sài Gòn xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Dạ. Và mã số 65. Một cây Thọ Hương anh chị ơi. Tàn ngắm tàn luôn nha cô chú anh chị. Ừ. Dán này không biết dán gì luôn. Dán xiên. Cái này có... Đi. Nó đế quái luôn, cô chú anh chị nhà nó có cái đuôi luôn á cô chú. Rồi, hoành là được 25 hoành. Hoành đế là được 65. Chiều cao là 106. Tàn ngang 102. Mã số 65 cây Cúc Thọ Hương xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000. Dạ, 1.600.000 nha cô chú anh chị. Dạ, 66. Rồi, mã số 66 là một cây Thọ Hương luôn. Lùng liền luôn cô chú anh chị. Ừ. Cái này đùng hông là ưỡn lát rất là duyên nha cô chú anh chị nha. Có cốt cành luôn à. Đấy. Hoành là 19. Chiều dạng thú là 16. Chiều cao là 60. Tán ngang 86. Rồi Thọ Hương mã số 66 xin giao lưu là 1.400.000 anh chị ơi. Dạ. Dạ mã số 67 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 67 là một cây Thọ Hương luôn chị ơi. Dạ, Thọ Hương luôn nha. Tàn ấm đều tàn chưa cô chú ha. Mấy này về dưỡng là Tết chơi ngon lành luôn chị. Bo cũng nhiều nữa ha. Ừ. À, cây này cũng có đế, nguyên một quả đế luôn nha cô chú anh chị.
Hoành 17. Chiều cao 79. Ngang 83. Rồi 1.400.000. Mã số 67. Dạ. Đó, số 68. 68 là một cây thợ hương dáng thú. Dạ, thân lắc lự luôn cô chú anh chị nha. Dạ. Cây này cái đường thân khéo lắm cô chú anh chị ha. Đế khó đế luôn à. Ừ. Này hơi sỏm nha cô chú anh chị, đế hơi sỏm luôn nha. Hoành thân là 17. Chiều dạng thú là 19. Chiều cao 82. Đàn ngang 87. Rồi mã số 68 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000. Dạ, 1.600.000. 69. 69 là một cây thợ hương luôn. Ồ, đế cũ luôn nha anh chị ơi. Quá khứ cụ đế ha. Ừ. Chị mà không dính trời. Hoành 21. Chiều dài thú là 22. Cao 76. 8.090. Thọ hương mã số 69 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000. Dạ. 70. Mã số 70. Cái này tàn thông luôn nha cô chú anh chị, dán. Chấm phần. À, vô. Dạ. Tiếp. Dán trực tàn thông nha cô chú anh chị. Lấy luôn đi. Rồi, mã số 70. Cái phôi này cốt tàn đều luôn cô chú anh chị nha. Ừ. Cái này tàn thông nha anh chị. Ừ. Để ngay. Gì nè anh chị. Đó, cho đứng vậy đó, ngay cây mới đẹp. Dán trực tàn thông cốt cành đều nha. Hoành 20. Hoành đế 68. Chiều cao 92. Chiều cao 98. Tàn ngang 86. Rồi mã số 70 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 anh chị ơi. Dạ. Một cốt dán trực tàn thông với thú nha. Thợ hương. Mã số 71 là một cây thợ hương. Cái này quá trời tàn anh chị ơi. Cái này ghép được một mùa hay anh chị? Tàn xương, tàn kính, tàn như kia chú anh chị. Tàn thông. Và khoảng cách chưa tới gan tay nữa là mình có đóng một bo rồi cô chú anh chị ha. Ừ. Cứng nhắc cái tàn luôn ha. Thằng này giờ về anh chị mình chỉ dưỡng cho nó anh chị. Dạ, có củ nở nữa nha cô chú anh chị. Rồi, em xin số 3 dòng luôn. Hoành là được 19 hoành. Chiều cao là 1m25. Tàn ngang rộng 115. Rồi thợ hương mã số 71 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000. Dạ. Dạ 72. Rồi khúc thợ hương mã số 72. Một cây lùng lực nha anh chị. Dạ. Thợ hương lùng lực kính tàn ha. Mặt bông có nha chị, có sẵn bông trên cây luôn ha. Dạ, cây này trực lắc luôn nha cô chú anh chị, xương cành đều luôn à. Hoành là được 18. Chiều cao là được 98. Tàn ngang rộng 118 luôn chị ơi. Rồi thợ hương mã số 72 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Dạ, tàn cứng tàn luôn hết cô chú anh chị. Rồi cây thợ hương mã số 72 là cây cuối clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú chị theo dõi clip nha. Rồi các mong cô chú chị là sao ủng hộ. Cô chú chị thấy hay bấm like, đăng ký ủng hộ nha. Chào hẹn lại. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú chị ha.